Ngựa thuần chủng Ả Rập là một trong những giống ngựa cổ nhất. Người du mục ở Syria nuôi dưỡng loài ngựa này từ nhiều thế kỷ này. Họ cố gắng giữ cho chúng thuần chủng để bảo tồn gen. Cuộc đua trải qua 9 vòng thi đấu dành cho ngựa ở các lứa tuổi khác nhau. Con ngựa là tài sản có ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc chúng rất cẩn thận như cho một con người. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức này nhằm khuyến khích các chủ ngựa duy trì giống ngựa quý. Dự kiến giải đấu sẽ trở thành sự kiện thường niên từ năm sau. Chiến thắng này rất có ý nghĩa với chúng tôi. Nó mang lại vinh dự cho toàn cư dân trong khu vực vì ngựa thuần chủng Ả Rập là một di sản của cộng đồng. Giải nhất trị giá tương đương 60 đô la Mỹ, giải nhì mang về cho người chủ 42 đô la, giải ba là 30 đô la.